đời tại Tháo Cầm Viên, và hàng ngày với sự huấn luyện của nghệ sĩ Xuân Tiến, các chú chó này rất thông minh trong chương trình siếc và lớp học. Xin mời quý vị theo dõi. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị dành cho nghệ sĩ Xuân Tiến một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Có chó cái xoay kìa, chó. Thank you.
đến và những chú cún thông minh xin kính chào tất cả quý vị và các thiếu nhi thân mến. Vừa rồi quý vị và các em đã được thưởng thức các chú cún ta chơi trò rất là vui rồi đúng không ạ? Sau đây xin mời quý vị và các em sẽ đến một tiết học toán cũng không kém phần đặc biệt của Xuân Tiến. Nào, trước khi vào tiết học, thầy mời bạn Lucky lớp trưởng sẽ báo cáo sĩ số tiết học của chúng ta hôm nay có mấy bạn tới lớp. Kiểu gồm 4 tiếng là bao nhiêu có 4 tiếng lớp đúng không ạ? Đây, hôm nay chúng ta sẽ được ôn lại những bài toán đơn giản. Trước tiên là một bài toán cộng rất là dễ thôi. Ví dụ đó là 4 cộng 1. Bây giờ đối với bạn thiếu nhi này, 4 cộng 1 thì bằng mấy nào? Bằng mấy? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta hãy bỏ tay xuống và lắng nghe đáp án của các chú cún đưa ra các chính xác không nha. Nào, bài toán cộng 4 cộng 1. Thầy sẽ hỏi Lucky 4 cộng 1 bằng mấy? Mời Lucky trả lời. Rất chính xác đúng không? Rồi phép cộng, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phép tính trừ. Ngồi xuống đây con gái. Vâng, một bài toán trừ cũng rất là dễ thôi. 5 trừ 2. Nào, bài toán này thầy mời bạn Su trả lời 5 trừ 2 bằng mấy nào Su? Thế bạn đã bằng 3 rồi. Theo cộng, theo trừ, bây giờ sẽ là một phép tính còn đó là phép tính nhân. Bài toán nhân này tuy cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà lưu ý các bạn chú ý là chúng ta không được nhắc bài nha. Để coi các chú cún chúng ta sẽ giải bài toán nhân này như thế nào. Rất dễ thôi, 3 nhân 2. Nha, hồi nãy bạn Lucky, bạn Susu đã trả lời rất là tốt bài toán của mình rồi. Bài toán nhân này thầy mời bạn Lu lên bảng trả lời nào, mời bạn Lu. Rồi, bây giờ mời bạn trả lời bài toán nhân 3 nhân 2 bằng mấy nào? Bạn Lu có bài sao bạn im lặng nhỉ? Và bạn lần nữa 3 nhân 2 bằng mấy? Bạn Lu có bài không? Mời bạn ở chỗ. Bạn Lu này lười biếng, đi học mà không chịu bài như vậy là xấu lắm nhé. Bạn Lu không bài, vậy các bạn thứ gì cho bạn Lu mấy điểm nào? Cho mấy điểm? Cho không điểm à? Rồi chúng ta hãy coi bạn Lucky lớp trưởng sẽ cho bạn Lu mấy điểm khi bạn Lu có bài nào Lucky? Có 1 điểm thôi. Rất là xấu đúng không nào? Bài toán nhân này thầy sẽ mời lớp trưởng Lucky sẽ đưa ra đáp án thay cho bạn Lu nha. 3 nhân 2 bằng mấy nào? Có đúng không ạ? Rất xuất sắc xứng đáng lớp trưởng của mình đúng không nào? Bây giờ để không mất thời gian của quý vị, Xuân Tiến sẽ mời một bạn thứ nhì. Một bạn thiếu nhi sẽ tiến lên đây và trực tiếp đưa ra một phép tính để kiểm tra trí thông minh của các chú cún của chúng ta. Em. Rất là nhiều anh tay giảm bớt bạn nào nhỉ? Em biết vẫn nhau nè. Cảm ơn bạn. Rồi, con lên đấy. Giờ bây giờ con có thể tự tay viết bài toán của mình cho bảng nhé. Lưu ý, một bài toán cộng trừ nhân chia thì tùy con nha. Nhưng mà đáp án, kết quả của nó thì từ 10 trở xuống thôi. Có hiểu chưa? Con đừng có ghi 10 nhân 10 nghe con. Con viết bảng lên. Ngồi xuống con trai. Đấy, đúng rồi, con ngồi xuống. Một bài toán có kết quả từ 10 trở xuống thôi con. Có phải 5 x 5 cũng 10 x 10 đúng không ạ? Con đổi lại bài toán khác đi. Lưu ý, có đáp án có kết quả từ 10 trở xuống thôi. Rồi. Ừ, tầm 10 nhỏ hơn 10. Xoay, xoay ngồi đi xoay. Rồi cảm ơn các bạn còn về chỗ bạn bạn nào bạn nào khác cảm ơn con. Bạn hỏi cho kỹ rồi bạn cũng đi vậy à? Yeah, bây giờ con đi cho bạn đi. Rồi con đó rất nhanh chóng. Đây là một bài toán ngẫu nhiên 2 nhân 4. Nào bài toán 2 nhân 4 bằng mấy? Thầy sẽ mời Lucky lớp trưởng đưa ra đáp án 2 nhân 4 bằng mấy Lucky? Rất nhanh chóng.
rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, tiếp theo một số tiến đến đây cũng xin được phép kết thúc. Xin kính chào tất cả quý vị các em. Rồi bây giờ đề nghị tất cả các em phía trước chúng ta nên ổn định và ngồi xuống tiếp tục xem tiết mục sức thú. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiết mục biểu diễn siết trăm. Siết trăm, rồi, ok. Và trong tiết mục này chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ người hùng rừng xanh Đắc Thắng.